Thưa quý vị, mới đây truyền hình Pháp luật Việt Nam vừa nhận được đơn thư của bà Trần Thị Mộng Trường khiếu nại về bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, được bà cho rằng thiếu công tâm. Bởi sau khi người chồng vắng số qua đời, món nợ hơn 1,5 tỷ đồng không biết từ đâu rơi xuống đầu bà cùng ba đứa con thơ. Tại bản án sơ thẩm số 56/2019 trên DSST ngày 22 tháng 10 năm 2019, nội dung vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tài sản được tóm tắt như sau. Theo nguyên đơn là ông Nguyễn Công Hiền, thì vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, bà Trần Thị Mộng Trường có viết biên nhận nợ cho ông với số tiền là 1 tỷ 337 triệu 927 ngàn đồng. Trong đó, 337 triệu 927 ngàn đồng là tiền xi măng, còn lại 1 tỷ đồng được cho là tiền mà ông Nguyễn Công Hinh, tức là chồng của bà Trường và cũng là em trai của ông Hiền đã mượn lúc sinh thời. Bằng chứng được đưa ra làm căn cứ trước tòa là một biên nhận viết tay và lời khai của các nhân chứng gián tiếp của nguyên đơn trong vụ việc, bao gồm mẹ, anh trai và vợ ông Hiền. Về phía bị đơn là bà Trần Thị Mộng Trường, bà đồng ý trả cho ông Hiền số tiền 337 triệu 927 ngàn đồng tiền mua xi măng. Đối với số tiền 1 tỷ đồng, bà không chấp nhận trả với lý do khoản nợ này vốn dĩ không tồn tại và việc bà viết biên nhận nợ là cho bị ông Hiền ép buộc và uy hiếp bằng vũ lực. Trước đó tôi đã bị bệnh, rồi anh Hiền ảnh nói là mày bệnh nặng thì mày sẽ chết, mày đưa tài sản hết cho tao, rồi tao bỏ ngân hàng tao nuôi mẹ con mày cho. Rồi tôi nói không, tôi dù có chết cỡ nào tôi cũng phải để dành tiền cho con cái tôi hết. Tới cái ngày mà tôi viết miếng giấy này là lúc tôi đi về ăn tất niên trên nhà tôi, thì anh cứ đi theo đi ra đi vô, mà trong khi đi với tôi thì anh có cầm một cây dao thái mà cắn vàng, thì tôi rất là sợ. Xuống anh nói mày ngồi đây đi, anh nói là mày viết cho tao miếng giấy, chồng mày thiếu tiền. Tôi mới hỏi anh đó, nếu mà chồng tôi có thiếu tiền anh thì anh phải chứng minh cho tôi biết là bằng chứng gì mà chồng tôi thiếu tiền anh. Anh nói là anh không có cái gì hết, không có ai làm chứng gì hết. Rồi cái anh móc trong túi anh ra là cái miếng giấy anh viết trước đó là có chữ viết của vợ ảnh rồi, còn khúc dưới sau ảnh đọc cho tôi viết chứ không phải tự tôi viết nữa. Tôi thì đang bệnh mà đang sợ hãi nữa, viết cái tâm trạng sợ lắm, ảnh đọc sao tôi viết như vậy mà viết gung, mà viết bị sai chính tả nữa. Tại chương 8 Bộ luật dân sự năm 2015, điểm B khoản 1 điều 117 thể hiện chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện thì giao dịch dân sự mới có hiệu lực. Đồng thời, tại điều 127 luật này cũng quy định khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa cưỡng ép thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Cụ thể, lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. Đe dọa cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình. Một mảnh giấy được cho là biên nhận nợ với rất nhiều con số bao gồm tiền vay và tiền lãi nhưng lại mập mờ cả về nội dung lẫn hình thức. Vậy câu hỏi đặt ra là số tiền 1 tỷ 337 triệu 927 ngàn đồng mà ông Nguyễn Công Hiền yêu cầu bà Trần Thị Mộng Trường phải trả là tiền gì? Giao nhận ngày tháng năm nào, hình thức giao nhận và các giấy tờ chứng minh khoản nợ này ra sao? Trong khi không có giấy tờ cũng như nhân chứng chứng minh quan hệ vay mượn giữa ông và người em trai đã qua đời có tồn tại. Chưa kể theo lời của bà Trường thì mảnh giấy này được bà viết trong tình thế bị ép buộc và uy hiếp bằng vũ lực, nhưng hiện tại nó đang là chứng cứ đắt giá cho Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành công nhận và làm căn cứ pháp lý để buộc bà Trường phải hoàn trả cho Nguyễn Công Hiền số tiền 1 tỷ 560 triệu 905 ngàn đồng cả vốn lẫn lãi. Khi còn sống, chồng tôi muốn mua một cái gì hay làm cái gì đều nói tôi. Mà chồng tôi mất 3 năm rồi, một năm mấy sau anh Hiền mới nói chồng tôi mượn tiền. Thậm chí tôi là vợ mà tôi còn không biết, con đàn này chồng tôi không mượn mà đến chết rồi mới nói là thiếu nợ. Bữa ra tòa xử là không có gì thấy đúng như thật hết. Tại vì khi anh Hiền bắt tôi viết giấy chỉ có mấy mẹ con tôi thôi, mà anh Hiền nói có nhiều người làm chứng, còn kêu anh Hiền kêu nhân chứng toàn là gia đình của anh Hiền làm chứng không. Tờ tiên nói là chồng tôi thiếu nợ 1 tỷ, kêu tôi trả, rồi nói tôi viết giấy là tôi viết nên kêu tôi trả. Mà tôi đã nói tôi viết với cái sự uy hiếp của anh Hiền mà. Đối với cái món nợ mà 1 tỷ 300 mấy chục triệu, tòa buộc bên bị đơn phải trả thanh toán cho nguyên đơn á, là
còn có nhiều điểm chưa tòa chưa làm sáng tỏ. Tòa không xác định rõ là cái số nợ này là của cá nhân ông Hinh hay là của cái doanh nghiệp Thiên Hương. Để làm rõ điều này, khi mà quyết định ra cái quyết định buộc cái bên bị đơn bà Trường á, phải trả toàn bộ cái số tiền này cho ông Hiền á, là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trường. Và căn cứ vào cái ngày nhận nợ để tính lãi suất đối với bà Trường là không hợp pháp. Tại cái biên bản nhận nợ đó không hề thỏa thuận cái phần lãi suất và cũng không có hề thỏa thuận cái việc thời hạn thanh toán. Vì vậy, ông Hiền đã thực hiện cái việc như là thông báo cho bà Trường thời hạn thanh toán cái số tiền này chưa? Trong trường hợp đã thông báo cho bà Trường thời hạn thanh toán mà bà Trường không thanh toán thì mới yêu cầu áp dụng tính lãi suất từ ngày bà Trường không thanh toán. Trường hợp này tòa căn cứ vào cái ngày nhận nợ để tính lãi suất cho tới ngày tòa án xét xử là hoàn toàn trái quy định của pháp luật. Chưa kể, một số tình tiết khác trong vụ án như việc ông Hiền cùng người nhà cho kế toán riêng đến doanh nghiệp tư nhân Thiên Hương của bà Trường để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, hạch toán thu chi nhằm mục đích cố ý cưỡng đoạt tài sản, thâu tóm hết nguồn lợi kinh doanh và bí mật thương mại, hay những hành động khiếm nhã của ông Hiền đối với vợ của em trai mình và việc ông Hiền dùng hung khí để uy hiếp bà Trường viết giấy nợ cũng chưa được xác thực thỏa đáng, thì liệu rằng nhận định trong bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đối với bà Trần Thị Mộng Trường là đã công tâm, chính xác và phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ hay chưa? Chúng báo công an huyện Nguyễn Dung Liêm thì mấy anh nói thế bên chồng tôi thương tôi lắm, nhưng thực sự không phải vậy đâu. Ngày chồng tôi mới mất, lúc đó anh Hiền cứ xuống nhà tôi hoài, ngày nào anh cũng xuống. Tôi bán được bao nhiêu tiền là anh Hiền đem về nhà hết, giống như là tài sản của anh Hiền vậy đó. Rồi anh Hiền còn quản lý hết các tài khoản ngân hàng làm gì của chồng tôi để lại cho tôi. Rồi anh Hiền hay vô phòng tôi hay đè hay ôm tôi lắm, rồi bữa nào tôi mới kể hết được. Anh Hiền xấu lắm. Được biết, phía bà Trần Thị Mộng Trường đã gửi đơn kháng cáo bản sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Phóng viên Truyền hình Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ việc trong phóng sự tiếp theo.